giống như là những ai mà thăm đưa cái thăm thông dọ giống thăm dọ người ta, nói chung là thăm dọ. giống như là những ai mà đăng cái thông tin về cái chết của chú Phôn thì đều là bị cái người nhà của vợ của chú Phôn là thăm dọ đúng không em? Dạ đúng rồi. Vậy Vậy cho em xin nói cái này nha chị. Nếu nếu mà mình không có liên quan gì tới vụ việc đó là mình phải mừng đúng chứ? Mình phải mừng. đúng rồi Mình và muốn phải là làm mừng tại sáng vì có tỏ. người mình, đúng rồi, mình sẽ mừng là có người mà sẽ làm chứng tỏ cho cha mình. Đúng rồi em. Em đây. Em là cái gì của chú Phôn nè em? Dạ em là cháu ạ. Cháu hả? Thì em hình như là em ở trên Bình Dương, em biết cái vụ của chú Phôn này mất hay như thế nào, em có thể là em nói lại cho cô chú biết không? Dạ có đêm 31 đó là chú bị tai nạn rồi, người ta đăng lên Facebook của chị. Đang lên Facebook nhưng mà người nhà của mình thì không biết, mà ở trên Facebook thì người ta lại biết trước hả? Dạ Facebook người ta đăng lên rồi, xong bả vợ ổng là người biết trước nhất. Mà không có thông tin về mình ha. Dạ Rồi hôm bữa mà chú mất á thì em có mà đi lên chỗ chú mất không, chỗ hiện trường á? dạ có chị, em đi hết trơn luôn, đi bệnh viện, đi hiện trường luôn. Em có thể mà kể lại cái lúc đó cho chị cũng như là mấy cô chú cộng đồng mạng được biết được không em? Dạ cái lúc mà em đi bệnh viện đó là em kêu người ta xả camera cho em coi là lúc đó có hai người đàn ông lại ghen bác em vô bệnh viện tư đó đó. Rồi xong họ đi ra xong mới là bác sĩ ta nói chú em nặng quá, rồi chỉ lên 512 giường trong khi không có người thân luôn. Rồi bệnh viện người ta khẳng định đó là ổng không có bị tai nạn, Là bệnh viện khẳng định vậy luôn hả? bệnh viện người ta khẳng định là ổng không phải là bị tai nạn. Vậy chứ mất gì cái gì? Tại vì ổng nếu mà ổng bị tai nạn á là tay chân mặt mày ổng chạy hết trơn Đúng rồi đúng rồi, không? đúng rồi. Tại vì chị nhìn thấy cái hình của chú không có bị trầy xước là chị mới hỏi. Đằng này là ổng bị chấn thương đầu rất là nặng. Chấn thương đầu hả? Dạ có bữa mà em đi đó, có cái băng ca mà lấy băng ca để ông nằm đó, em thấy trên băng ca là máu dính quá trời luôn. Mà cái vết thương đó thì cái vết thương ở trên đầu đó thì bệnh viện người ta có nói là vết thương là do tí xe hay là do đánh đập gì không em? Người ta không nói, người ta nói khẳng định không phải bị tai nạn. À vậy là hiểu rồi ha. Không Nhưng phải. mà cái vết thương đó không phải là ở trên đầu mà là ở sau luôn á chị. Sau ót ha. Nó nằm phía... Dạ đúng rồi. Ồ. Sau ót là cũng cũng kiểu giống như là giống như em nghĩ giống như là cái ai đánh là sau đúng không ạ? Đối với em cũng không biết nữa, nhưng mà là tại sao nếu mà chấn thương đầu có thể là bên ngoài này kia thôi, tại sao nằm phía sau ớt? Thì tại vì ở bệnh viện thì người ta cũng đã là có kết luận là không phải là chết vì tai nạn xe rồi, thì chỉ có là Dạ có nhưng mà người đánh đằng sau đúng rồi, thôi. dạ nên người ta không nói ra nhưng mà người ta khẳng định là không phải bị tai nạn. Rồi sao nữa, rồi khi mà chú mất thì đưa vô bệnh viện rồi sao, mà xác thì như thế nào, tại vì chị nghi là gì lấy lộn xác thì như thế nào em? Lấy lộn xác là không bao giờ lấy mà lấy lộn xác được, chứ mình đi nhận xác á là người thường thường người ta cho mình xem mặt mà chị. Dạ đúng rồi đó, chị cũng thắc mắc vậy. Rồi hả, người ta nói xác này nó phải muốn lấy hay lấy đâu, phải có giấy tờ đàng hoàng mới lấy được. Đúng rồi, nhưng mà tại sao thì trong cái chuyện này nói nhận nhầm xác, rồi trong khi đó đi theo rồi các kiểu hết rồi mới trả lại, rồi mới nói là không phải em của ông chú đó rồi đó, nên là tụi chị cũng như là người nhà của em ở đây cũng đang là thắc mắc cái việc đó đó em. Dạ lấy đi theo xong họ bảo là em trai họ còn sống, em trai họ chưa có chết, họ bảo vậy đó. Rồi em có biết cái chú mà đã nhận xác của chú Phôn nhận lộn mà em biết cái chú đó là ở đâu không? Em không biết mặt nhưng mà em biết ở Sài Gòn chị. Nói chung là vợ ổng biết hết trơn á, ổng nói sao là vợ ổng biết hết. À là ý là cái ông mà nhận nhầm xác này với cả cái cô Liên là vợ của chú Phôn này biết nhau hả? Biết, bà biết hết trơn mà, nhận xác là bà biết hết trơn mà, biết mặt ông này luôn mà. Trời ơi, vậy là có ổn khúc giống như vậy đúng không? Đúng rất là ẩn khúc luôn, bà rất là biết hoàn toàn, bà biết hết trơn mà tại sao bà không kiện người ta đúng không? Đúng rồi, giống như em là Nếu cái mà người bà nói đi nếu mà bả nếu mà bả mà ừ bả thương chồng bả hoặc là này kia là bả phải thưa ra chứ, tại vì nhận nhầm xác của chồng bả mà, một con người mà chứ phải là cái gì đâu chị, mà đúng bả rồi. biết hết trơn, bả không nói gì luôn.
rồi con gà con vịt chết thì còn nhầm, nói chứ còn đây còn một con người một khi nhận xác người ta nhìn mặt với lại giấy tờ đàng hoàng chứ đâu phải là không có giấy tờ này này nọ mà muốn nhận là được đâu em. Chị ơi giờ em ơi, cái này là em chỉ đang em đang nghi thôi nha. Nếu mà họ đi nhận xác họ nói là có hai vết sẹo bên hông, em nghi cái này là họ biết chắc họ mới nói thôi, họ đâu có dám nói hình xăm, tại vì nếu mà nói hình xăm ra mắt con sợ bị lộ đúng không? Tại vì bác em cũng có vết sẹo trên hông mà. Vậy thì nói chung là em là cái người mà ở đó giống như là chứng kiến từ cái lúc mà chú mà đưa vô bệnh viện cho tới lúc mà chú thiêu luôn hả em? Không chị, em chứng kiến trên camera thôi chị. Em là người thấy trên camera. Em đây em xin bệnh viện người ta xả camera lại á. Mà con biết đây là cái người mà đi trực tiếp bệnh viện để mà nhờ trong bệnh viện mở camera ra để mà xem. Dạ em đi em xin người ta mà em nói giờ mấy chị giúp em xả camera cho em coi ngày đêm đó có bệnh nhân nào vô đây không, rồi nó xả camera cho em coi, em thấy bác em luôn. Nhưng mà chị nghĩ xem thôi, nếu mà người thường mình đó là nếu mà người dân đó, ta đi đường đúng không, nếu mà người dân đi đường thấy tai nạn là ta phải báo công an hoặc nói với bác sĩ chứ. Đúng rồi, trước tiên người ta đằng này là nó trước. Đúng rồi, đằng này nó tự chạy vô, nó tự lấy băng ca, tự ghim chú vô luôn. À là người ta tự lấy băng rô thì người ta băng lên cho chú em luôn hả? Không, người ta tự chạy vô bệnh viện lấy băng ca á. Nó tự lấy băng ca, xíu nữa em gửi đoạn clip cho chị coi, tại vì em có quay lại mà. Vậy em gửi qua cho chị, xíu nữa chị kết bạn Zalo em nha. Dạ giờ chị đọc số, em đọc số cho chị kết bạn cho em đi, em gửi qua chị thông tin hết trơn luôn. Xíu nữa nha. Dạ dạ. Rồi xong mới là ngày 2, 3 tây. 3 tây là em lên bệnh viện 512 giờ nhận xác bác đó. À là em không có hay xác à? Em không có hay là bác em người ta lấy xác luôn, em không có hay. Rồi tại vì ngày đó ngày ba, đêm 2 tây đó là em lướt Facebook em thấy rồi người ta lấy tìm người thân lên lên ký trên 512 giường ký để phẫu thuật cho chú gì đó. Rồi em điện đây là người ta nói là chú mất rồi, mới là em đi nhận xác chú. Rồi đi nhận em không có hay là chú người ta lấy xác ra luôn, vợ ổng ba giờ, vợ có ổng lợi em mới biết. Giống như là con bé này là ở trên đó là nó trực tiếp ở trên đó luôn, mà khi mà người ta lấy xác cũng giống như là đi giấu à, đi không cho con bé này biết luôn á. Bởi vậy ngồi hả, trong khi đó hả em điện nói điện cho bác vợ ổng nói bác ơi bác lại bệnh viện đi, con lại bệnh viện nãy giờ rồi. Bà nói ừ, bà làm giấy tờ sao tới 3 giờ chiều bà mới lại, mà thái độ của bà kỳ lắm chị ơi. Cũng như là người bệnh mắc đáng lẽ là thái độ của mình buồn, bà thái độ bà bình thường vui vẻ lắm. Rồi bà lại dạ. Em ở trên đó thì em có biết gì về cái ông chú Ngọc gì đó không? Cái ông mà lấy nhầm xác á. Không chị. Ông đó ở Sài Gòn á chị. Rồi bây giờ mà cái em có vô mà thắp nhang được cho chú phone không? Có là chú Nhật em vô thắp nhang rồi con cháu người ta chửi người ta nói á, tao dòng họ tao mày bước qua đây là tao đập tao chém chết mẹ hết. Trời đất. Sao mà kỳ trong khi đó em với mẹ em với mẹ cháu ruột của chú với lại em ruột của ổng đó là mẹ em đó đi đốt nhang cho ổng rồi con cháu con của bả chửi là dòng họ ơi ông này chết rồi tao cắt mối quan hệ với tụi mày dòng họ tụi mày con nào thằng nào bước vô đây tao chém tao đánh chết mẹ hết. Là cái bà đấy nói vậy ha, bây giờ chú con nói của bả lại nói chung là mẹ con bả luôn. Nói chung là mẹ con của bà dạ. Con Niên á. Dạ đúng rồi chị. Giống như là bây giờ em thấy là cái chết của chú em như vậy á, thấy rất là bí ẩn đúng không? Giờ em muốn là kiểu như là cô chú cộng đồng là chia sẻ cái video để mà có thể giúp cho cái chết của chú em được sáng tỏ, nên người nhà khỏi có phải là hoang mang về cái chết của chú em đúng không? Dạ đúng rồi chị. Em muốn tất cả cộng đồng mạng lấy lại công lý cho bác em, để cho bác em ra đi thanh thản á chị. Chứ bác em ra đi vậy nhắm mắt không được đâu chị ơi. Tại vì mà khi mà mấy anh chị tới đây mà quay video với lại hỏi lại cái vấn đề thấy nó cũng còn rối lắm, tùm lum nó rối lắm.
thấy có dạ, nhiều rất nhiều ẩn khúc lắm chị ơi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Thì bây giờ mình chỉ là có một đường là giờ nhờ cô chú là chia sẻ lên để mà nhờ công an người ta họ lật lại cái chết của chú này, họ điều tra lại thử là như thế nào thôi. Dạ. Với lại hồi tối con cháu họ cũng chửi đầy luôn á chị, còn đồn mạng người ta đăng lên á, cháu con của ổng á hả, chửi người ta quá trời luôn mà. Nói á hả, là tao đưa tụi mày, tao cho tụi mày vô tù hết chị á, tụi mày chán cơm, tụi mày thèm cơm tù hả? À, có nghĩa là người nhà của cô Niên nói vậy hả em? Dạ, đăng bình luận trên cái kênh của anh kia đăng lên đó chị. Giống như là những ai mà đưa cái thông tin hăm dọa người ta, nói chung là hăm dọa. Giống như là những ai mà đăng cái thông tin về cái chết của chú Phôn thì đều là bị cái người nhà của vợ của chú Phôn hăm dọa đúng không em? Dạ đúng rồi. Vậy cho em xin nói cái này nha chị. Nếu mà mình không có liên quan gì tới vụ việc đó là mình phải mừng đúng chứ, mình phải mừng. Đúng rồi. Mà muốn mình phải mừng tại vì có người mình, đúng rồi, mình sẽ mừng là có người mà sẽ làm chứng tỏ cho cha mình. Đúng rồi. Trừ khi nào mà mình có liên quan gì ở trong trọng á, mình mới kêu người ta ép người ta xóa cái clip đó. Đúng rồi, tại vì như người nhà của em với lại riêng bản cho thân của tụi chị nè, thấy cái chết của chú nó còn nhiều bí ẩn thì mình cũng muốn tìm hiểu để cho mà sáng tỏ vậy thôi, chứ mình cũng đâu có làm gì đâu mà người nhà đòi thưa kiện này kia. Thưa luôn chị, bây giờ thưa thì thưa chứ mình đâu có làm gì sai đâu, mình sợ chị đòi thưa, nói tụi mày chán cơm nhà thèm cơm tù hả, tụi mày mà không xó là tới công chuyện với tao đó nha. Vậy chị nói lại con này, ví dụ như giờ mà những cái thông tin mà em mà cũng như là người nhà của em chia sẻ ra là những cái thông tin sự thật đúng không? Dạ sự thật chị. Là sự thật thì chị với lại là những người anh em ở đây sẽ là đăng cái thông tin này và cũng như là cái sự thật của gia đình em đưa lên để mà cô chú cộng đồng giúp cho chú Phone ha. Dạ. Em cảm ơn chị nha chị. Nhưng mà khẳng định đây là cái câu chuyện nói chung là thật từ người nhà mình đi, không có là bịa đặt hay là gì hết. Thật là từ nhà chị ơi, tại vì em ở đây em chứng kiến em là người đi kiếm xác bác em mà chị, mà nghỉ mấy ngày đi kiếm xác bác em mới trời kiếm luôn mà. Rồi. Em dạ. Vậy thì nói chung chị với lại mấy anh ở đây cũng cảm ơn em chia sẻ, thì chị với lại mấy anh em sẽ đăng tải những cái đoạn video của em cũng như là người nhà lên để cô chú họ chia sẻ rồi họ giúp nói chung là cái chết của chú em á sáng tỏ hơn một xíu nha. Dạ chị. Vậy em nghỉ đi. Chị chào em nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi.